Danh Vigo xin chào các bạn nha. Chúc các bạn một ngày thứ sáu vui vẻ ấm áp. Và đi ra ngoài nhớ đeo khẩu trang các bạn nhé. Hiện tại là ở Việt Nam mình là đang nhiều nơi đang là rất là bùng lên là cái bệnh Covid. Bệnh dịch Covid là đang bùng phát các bạn nhé. Thì ra ngoài các bạn nhớ đeo khẩu trang và đừng quên sát khuẩn nha các bạn nhé. Đừng quên mang theo cái nọ sát khuẩn đi theo các bạn ạ. Thì hôm nay trước cửa nhà Doanh thì có những cái bụi sim đây ạ. Đó, Doanh sẽ review lại cho các bạn xem. Vì sáng nay Doanh dậy sớm thì thấy nó lở rất là đẹp thì review lại cho các bạn xem. Các bạn xem thấy hay thì bằng cách là đăng ký kênh và comment phía dưới video để Doanh ra những video hay hơn các bạn nhé. Và sau đây xin mời các bạn xem video ạ.
I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is. Vừa rồi Doanh đã review và quay lại cho các bạn xem những cái bụi sim rất là đẹp. Đây ạ, bằng thật đây nha các bạn nha. Đây ạ, đây là Doanh đang đứng ở giữa hai bụi sim. Đó. Các bạn xem thấy đẹp không ạ? Và đang trong tháng gọi là rất là dịch bệnh Covid rất là rộ các bạn nhé, thì các bạn đi ra ngoài nhớ đeo khẩu trang các bạn ạ. Đấy, đây là Doanh quay tại vườn ở cạnh bên nhà thôi nhé, trước mặt trước cửa nhà Doanh ra thì có một cái vườn họ ươm cây, thì hôm nay nó ra hoa rất là đẹp thì Doanh sẽ review lại cho các bạn xem. Chứ còn đi ra ngoài là Doanh cũng tuyệt đối là tuân thủ luôn, là phải đeo khẩu trang và có sát khuẩn tay các bạn nhé, để đi làm. Đó. Thì video của Doanh đến đây là kết thúc rồi. Thì mong các bạn vào xem, thấy hay thì đăng ký kênh và comment phía dưới video để Doanh ra những video hay hơn các bạn nhé. Chúc các bạn một ngày thứ sáu nhiều vui vẻ, ấm áp các bạn nhé. Doanh xin chào tạm biệt.